Tính đến thời điểm hiện tại đây sẽ là bộ khuôn trộn tròn như ABS lớn nhất. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xem kích thước của bộ này và cấu tạo của bộ này nó sẽ như thế nào. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ có một hớt chậu nhá, hớt chậu này. Đấy, nó coi là phần này, phần vỏ ngoài của chậu sẽ được lắp ráp bởi 8 mảnh vỏ ngoài nè, 8 mảnh vỏ ngoài đều là hình con rồng nhá. 8 mảnh vỏ ngoài này. Đây là một tấm đáy. Đó. Anh em sẽ lắp vào một tấm đáy này. Rất là chắc nhá. Nếu như anh em mà thích lắp ốc sắt vào để đúc cho nó hạn chế tối đa nhất mơ vía, chúng ta phải thay ốc nhựa ốc sắt này nhá. Đó, còn đây là sẽ đo về chiều rộng. Chiều rộng của nó là 1m18 nhá. Rộng của bì là 1m18 này. Sâu lòng ta sẽ đo nè. Đây là chiều cao của chậu. Chiều cao của chậu đo được là 27. Đó, chậu này cao 27, như vậy mẫu này là mẫu tròn cạn đấy. Mẫu tròn cạn đó. Còn đây sẽ là cái lòng xong của nó. Đó, chúng ta sẽ có một cái lòng trong. Lòng trong này ghép bởi sẽ là 1, 2, 3, 4 cũng ghép bởi 8 mảnh nhá. 8 mảnh là một cái đáy như này. Đó. Bộ này lọt lòng ta sẽ đo được 1m03. Đó, lọt lòng 1m03, rộng phủ bì 1m18 nhé. Chân được cấu tạo bởi 8 mảnh vỏ ngoài này. Chân này rất đặc biệt nhé, chưa có thiết kế ABS nào đặc biệt như mô đâu. Chân của nó đây, 8 mảnh vỏ ngoài và chân liền luôn nha. Đó, chân liền luôn. Đấy. Cái lúc hoàn thiện nó sẽ có hình dáng này. Đây là một tấm đáy của chân này. Đó, tấm đáy của chân thế này. Đây là cái lòng trong của chân nhá, lòng trong rất là khác luôn này. Khi mà lắp vào thì chúng ta thấy có cái lỗ đây. Đó. Cái lỗ này thì chắc chắn nó sẽ là chỗ để mà ta đổ vữa vào rồi. Đó, với cái chân này nhá, thì khi mà lắp xong chúng ta sẽ có cái chỗ hở như này. Đấy, hổ hở như này ta sẽ đổ vữa đây nhá. Rất là nhàn thôi. Chân này làm rất là nhàn nhá. Lật lại xem này. Đó, khi lắp vào thì nó sẽ có một cái độ hở ở chỗ chân này. Đấy, nó sẽ hở này. Mục đích của bên thiết kế chỗ này hở ra là để khi mà chúng ta tháo lòng trong của chân ấy, thì với lòng này chúng ta sẽ không phải tháo bằng phước bắn hơi nữa. Nhiều anh em mà không có bình nén hơi thì chúng ta sẽ rất khó khi mà thiết kế tháo kiểu bắn hơi nhá. Thế còn với kiểu này thì không cần phải bình nén hơi này, không phải bình hơi mà chúng ta tháo sẽ gõ đây nhá. Khi mà đúc xong thì chúng ta sẽ gõ đây. Nó khi đúc xong ta có đoạn này nó hở ra, ta gõ đây là nó sẽ tự ra lòng trong. Chắc chắn là rất nhiều anh em mà có nhu cầu sử dụng cái chân này, bởi vì chân này nó chính là một cái bàn luôn nhé, một cái bàn liền khối luôn. Vì chiều cao của nó ta đo được như sau này. Chiều cao là 60. Chiều cao 60 và mặt bàn của chúng ta sẽ có một cái mặt bàn rộng. Mặt bàn là rộng khoảng 72 nhá. Đó, mặt bàn là đo được rộng khoảng 72 cm. Nhưng mà đây là một cái mặt bàn này. Ta đúc ra sẽ được cái bàn liền khối luôn này. Anh em sẽ chờ kết quả đúc ra nhé. Ta chắc chắn là sẽ có một cái bàn rất là đẹp luôn này.